Cầu cái bé gồm 3 nhịp chính có chiều dài 520m và cầu cái lớn gồm 5 nhịp chính dài 720m, rộng 12m với mức tổng đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu cái bé cái lớn nằm trong dự án thành phần tuyến Minh Lương thứ 7 của dự án đường hành lang ven biển phía Nam do công ty Cổ đông của Hàn Quốc thi công. Cùng với cầu cái bé cái lớn còn có 12 cây cầu nhỏ khác được kết nối trong dự án đường hành lang ven biển phía Nam. Hai cây cầu hoàn thành đã thỏa lòng mong ước của nhân dân trong vùng U Minh Thượng, không chỉ nối đôi bờ sông, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, mà còn góp phần kết nối giao thương, tiêu thụ hàng hóa của người dân thuận lợi hơn, đặc biệt là thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng U Minh Thượng phát triển.